Tin anh đi, anh sẽ trả lại tất cả những dịu dàng mà thế giới này đã nợ em. Thế giới này làm tổn thương em bao nhiêu, anh sẽ yêu em điều gấp đôi như vậy. Đã bao giờ em thấy anh lại mình gặp nhau khi cả hai đang còn tranh với. Tin anh đi, anh sẽ trả lại tất cả những dịu dàng mà thế giới này đã nợ em. Anh em trên mọi miền Tổ quốc nhá. Lần đầu tiên cho em xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả mọi người. Chúc cho tất cả các anh em luôn luôn mạnh khỏe nhá. Công việc của mọi người lúc nào cũng thuận lợi, phát tài, gặp nhiều may mắn nhá. Hiện tại em đang ở cơ sở 2 của em. Dạo này chắc là đang đến mùa gặt rồi anh em ạ. Cả nước đang đến mùa gặt rồi. Em lại mấy dạo là gần đây em lại có rất là nhiều đơn hàng. Đơn hàng của những cái con máy Kubota DC70 để anh em mua về để lắp lên máy gặt anh em ạ. Thì hôm nay em lại có một đơn hàng một con máy Kubota DC70 cho một vị khách một vị khách hàng mới của em, đó là anh Định. Anh ấy ở trong Bình Thuận. Trong Bình Thuận thì anh ấy xem trên mạng và bên cơ sở của em. Thì anh ấy có điện cho em bảo là em theo dõi anh rất là lâu rồi. Thấy bên anh rất là nhiều máy, nhiều cơ sở, nhiều máy. Thì hôm nay em muốn em có nhu cầu mua con máy Kubota DC70 về để lắp vào máy gặt. Với lại mua một cái bơm nữa, mua một cái bơm Kubota DC70 nữa. Thì em sẽ làm review cái bơm sau. Còn trước hết là làm cái video review con máy Kubota DC70 trước cho anh Định ở Linh Thuận trước. Thì đây là con máy Kubota DC70 mà anh Định ở Linh Thuận. Anh ấy có điện và bảo là em chọn cho anh một con máy thật đẹp. Anh giao tin tưởng em, giao tất cho em. Em đừng làm anh thất vọng. Chọn cho anh một con máy thật đẹp. Thì nói thật là đối với tất cả các khách hàng, đối với em, khi mà em đã nhận lời là bán cho khách hàng những con máy đẹp, chất lượng ok, là trách nhiệm của em là sẽ phải chọn cho con máy những con máy thật đẹp và thật xuất sắc. Thì đây là con máy mà em đã chọn cho anh Định ở Bình Thuận nhá. Thì con máy này em sẽ giới thiệu qua vòng tua và mã lực của nó. Con máy này là vòng tua của nó là 2007 và mã lực của nó là 70 PS. Nó lắp trên con DC Kubota DC70 nhá, và nó đời của 2014-2015 nhá. Nó là máy Thái Lan này anh em ơi, máy Thái Lan này, Made in Thái Lan này. Đây, máy Thái Lan này anh em ơi, Made in Thái Lan này. Máy cực đẹp, cực chất. Thì con máy này nó đẹp ở đâu, em sẽ quay cho tất cả mọi người cùng xem và cùng biết nhá. Đây, một con máy nó có đẹp hay không á, anh em phải nhìn xem này. V24 con này là 2.4 nhá, V2403 nhá. Thì đầu tiên là nhìn hai bên rè lốc này, nó chưa bị mất sơn này, vẫn còn nguyên zin hết này anh em ơi. Nguyên zin nhá, vẫn còn nguyên zin này. Đây anh em xem này, tất cả nguyên zin hết này. Do con đáy lắc tay chưa tháo ra bao giờ nhá. Ốc đầu trục cơ này chưa tháo ra bao giờ này. Tất cả ốc, những con ốc này chưa tháo ra bao giờ. Những cái đầu kim phun này chưa có dấu mỏ của kali này. Cần ga kẹp trì này, cần ga kẹp trì chưa tháo ra bao giờ nhá. Chưa có một con ốc nào có sự can thiệp của kali. Và đến nơi nếu mà anh Định ở Bình Thuận mà kiểm tra mà bảo máy này mà không còn gì nữa nha, xin hoàn trả lại tiền, trở máy về luôn. Máy nó gần như mới luôn. Con này còn khoảng 90% nhá. Tất cả còn nguyên zin hết này. Ốc quy lát nguyên zin này anh em ạ. Chưa có một con ốc nào động chạm hết. Nguyên zin hết. Đẹp rực rỡ luôn. Đây. Đẹp rực rỡ luôn nha anh em nha. Đây, turbo nguyên zin này, turbo nguyên zin hết này. Turbo nguyên zin nha anh em nha. Turbo đen xì nguyên zin này. Đây, anh em xem này. Tất cả này. Lốc xanh nét này, bóng nhẫy luôn này. Bóng nhẫy luôn này. Đây anh em xem này. Đây, tất cả mọi người xem này. Lốc này. Đây. Những con ốc này anh em xem này, chưa có một con ốc nào mất dấu nhá. Turbo nguyên zin hết. Đây. Cái bánh trớn của nó chạy cực ít này, vì thế mà nó vẫn còn xanh lét này anh em ơi. Nó máy nó chạy ít quá. Đây, những con ốc ở đầu à, mới tinh luôn này, trắng tinh này anh em ơi. Quá đẹp và rực rỡ luôn. Đấy. Hình thức của nó thì quá ok rồi nhá anh em nhá. Bây giờ em sẽ cho anh em thợ test lỗ để gửi video cho anh Định ở Bình Thuận nhá. Lỗ đi em ơi. Đẹp quá. Máy zin êm ru luôn nhá. Zin được con ốc này, chưa động chạm một cái này luôn. Không có một tí khói nào luôn, không có một tí đổ hơi nào luôn nhá.
không khói. Quá êm luôn. Quá lét. Không một tí đổ hơi nhá. Đây này. Hơi này. Không có một tí hơi thừa nào luôn. Máy như mới luôn nhá. Quá lét. Cho cái dây hơi thừa lên cho anh xem bạn thấy. Không có một tí đổ hơi nào luôn. Em du luôn nhá. Quá đẹp. Ta mạnh hơn. Không có một tí quá nào luôn à. Quá lét luôn anh em ạ. Máy này anh em xem này, tim kiếc này, chưa mất dấu nhá. Đây này, cần ga vẫn chưa bị mất cái ga ấy này. Cần ga chưa bị vẫn kẹp trì anh em này. Máy còn toàn bộ zin hết nhá. Nếu không zin em xin hoàn trả lại tiền. Tất cả nguyên zin hết, chưa có một cái đó động chạm hết nhá. Lỗ không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào luôn. Vừa rồi, em vừa test lỗ xong siêu phẩm Kubota DC70 nhá, cho anh Định ở trong Bình Thuận nhá anh em nhá. Một siêu phẩm thực sự luôn, nổ không có một tí khói, không có một tí đổ hơi nào luôn. Máy chưa động một con ốc nào, chưa mất một tí sơn nào luôn. Máy này còn khoảng 90% nhá anh em nhá. Tìm được một con máy mà còn zin mà lổ ngon như này không phải là đơn giản đâu anh em ạ, không cực hiếm luôn. Vì cái máy của ta trên khi lổ trên máy lúc nào nó hết ga. Hết ga nó chạy không bao giờ chạy kiểu ga đăng ti cả, chạy lúc nào cũng kịch ga. Vì thế mà nó rất hay bị đổ hơi. Để có một con máy mà không bị đổ hơi mà còn zin như này hiếm lắm. Anh em em sưu tầm lâu lắm rồi, mãi mới được có vài con rồi anh em ạ. Em sẽ đăng video lên kênh nhá. Nếu mà anh em nào có xem được video ấy thì hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài, chất lượng tiếng nổ của con máy này nhá. Xem nó có đẹp và còn zin và đẹp đúng như lời của em nói không nhá anh em nhá. Và nếu mà anh em nào có nhu cầu mua cái dòng máy này hay bất kỳ dòng máy nào khác thì mọi người liên hệ cho em nhá. Bên cơ sở em có đầy đủ tất cả các loại động cơ từ nhỏ đến to cho tất cả mọi người luôn. Động cơ máy hút cát, máy xe, tất cả các loại động cơ nhá. Và đặc biệt nữa là nếu mà cái video em đăng lên ấy nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà anh em đang tìm kiếm ấy thì anh em hãy ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại hoặc là góc màn hình TV của mọi người, vào cái phần mềm YouTube này, TikTok, Google tìm kiếm là động cơ ô tô Hưng Thịnh nhá. Và cho nó sẽ ra đầy đủ 5 cái cơ sở của em, có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải, xe thùng, xe ben, xe khách, xe đầu kéo, máy múc, máy đào, máy công trình, máy tàu thuyền ra biển đánh cá nhá, máy hút cát, máy gặt, bơm máy gặt. Ồ các loại cầu nhỏ, cầu to, số nhỏ, số to nhá, tất cả đều là hàng nghĩa địa đẹp hết, giá cả hợp lý nhất cho tất cả các anh em có nhu cầu luôn. Và đặc biệt nữa là nếu mà mọi người có mua hàng ở trên mạng ấy, anh em phải tìm hiểu thật kỹ xem cái người mình đặt tiền mua hàng, người ta có cơ sở đàng hoàng hay không và người ta có làm ăn uy tín hay không nhá. Để tránh những trường hợp rất là nhiều anh em chuyển tiền cọc cho những người ta làm ăn không uy tín rồi mất tiền cọc. Rồi vì hám rẻ mất tiền cọc. Mất tiền cơ, xong điện người ta không nghe cơ. Anh em phải lưu ý nhá. Và em Hưng cũng xin
nhắc nhở lưu ý là nếu mà máy móc của anh em hỏng hóc nó chưa nhiều ấy, anh em chưa cần phải thay máy ấy. Ví dụ như nó hỏng lốc, trục, quy lát, turbo hay bất kỳ cái bộ phận gì của con máy của mọi người ấy, anh em chỉ cần chụp ảnh gửi mẫu qua Zalo là em đều có thể tháo ra và bán cho mọi người được. Vì trong những ngày tháng qua em bán được rất là nhiều đơn đồ vặt gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn. Vì không ngờ cái nhu cầu mua đồ vặt của mọi người lại lớn như thế. Có những anh em người ta điện bảo là em tìm khắp ở trong này không có cửa hàng đồ mới, đồ cũ không có rồi, anh giúp em với, cả không có cái món đồ này xe em không chạy được, máy em không đổ được. Thực sự là với anh em là bán những cái đồ vặt này nó cũng không là lãi bao tiền đâu, nhưng nó giúp mình quảng bá được cơ sở của mình, sau này nhiều người biết đến cơ sở của mình hơn. Thì sau này nếu mà anh em hay bạn bè của anh em ấy có hỏng hóc máy móc, có nhu cầu mua máy ấy, thì chắc chắn là anh em sẽ giới thiệu cho mình. Cái điều đấy là điều mình sẽ được. Mà nói thật với anh em là những cái đồ đi theo máy ấy, là những cái đồ rất là bền, chất thép của nó rất là tốt nha anh em nhá. Vì nói thật với anh em là cùng một cái lốc mới cùng một cái trục cơ, ví dụ là trục cơ sản xuất người ta sản xuất mới ấy, sản xuất đại trà ấy, nó không phải hàng nhà máy ấy, thì bao giờ nó cũng nhẹ hơn và lốc nó cũng nhẹ hơn cái những cái trục cơ đi theo máy nhá, khẳng định luôn. Mà anh em chỉ cần không tin anh em cứ hỏi những cái anh em thợ lâu năm ấy, người ta sẽ trả lời người ta chỉ thích dùng những cái đồ đi cũ đi theo máy ở đồ bãi đấy anh em ạ. Như vậy là đơn hàng con máy Kubota DC70 cho anh Định ở trong Bình Thuận đã xong nha. Xin chân thành gửi lời cảm ơn đến anh, chúc mừng anh vì em đã chọn cho anh một con máy như ý. Nếu mà máy này vào đến nơi mà anh chê nhá, em xin trả máy về luôn, hoàn trả lại tiền cho anh luôn. Cảm ơn tất cả các quý khách đã luôn luôn tin tưởng và ủng hộ nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở video con bơm HST DC70 cho anh Định nha. Hẹn gặp lại anh em.